Xin chào mọi người. Mọi người nghĩ gì về biểu diễn đường phố? Chứ đây là nét nghệ thuật đặc sắc mà Jen yêu thích nhất ở châu Âu luôn. Hôm nay hãy cùng Jen thưởng thức một buổi biểu diễn và khám phá các hoạt động vui chơi, ăn uống ở Groningen nha. Khi đi trên phố, Jen luôn nán lại để thưởng thức các buổi biểu diễn và cũng như luôn chuẩn bị những đồng xu để khích lệ các nghệ sĩ ở đây. Tính ra thì những nghệ sĩ đường phố dù không đứng trên những sân khấu tráng lệ, cũng không có hàng ngàn khán giả vây quanh, nhưng họ vẫn luôn hết mình vì nghệ thuật. Nếu dạo quanh trung tâm thành phố, đặc biệt là ngay góc giữa Bismarck và Rotemarkt, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp các nghệ sĩ ở đây. Mọi người có nhận ra bản nhạc này không? Chú này thổi kèn hay quá, da diết quá chừng. Tiếc là không có mấy ai dừng lại để xem chú biểu diễn cả. Chắc là do bữa đó không có họp chợ nên chỗ này hơi vắng. Chúc chú bữa sau có nhiều khán giả hơn nha. Khu Bismarck này thì chỉ họp chợ vào thứ ba, thứ sáu và thứ bảy thôi. Mấy ngày đấy thì Jen hay đạp xe đi mua trái cây và hải sản, khá là tươi ngon, mua được nhiều món mà không có ở siêu thị luôn. Mùa này thì trái cây không được đa dạng lắm, lanh quanh thì có cam, quýt, nho táo gì thôi. May mà ở đây cũng mua được hồng giòn, hình như là phải nhập khẩu thì phải. Mấy bạn ở Việt Nam thì chắc được ăn hồng giòn thỏa thích, chứ ở đây thì đắt lắm, mua tính theo trái chứ không có theo ký đâu. Dĩ nhiên, đi chợ là phụ mà ăn vặt mới là chính. Có ai ở đây đã ăn qua món churros này chưa? Bánh được chiên mới tại chỗ, nóng hổi và thơm lừng luôn. Ngoài sô-cô-la thì còn được phủ một chút đường bột nữa. Trời se se lạnh nên ăn món này cực kỳ hợp. Món khoai tây chiên của Bỉ ở Rotemarkt này cũng rất nổi tiếng. Jen thì hay ăn kèm với sốt mayonnaise và cà ri. Cách kết hợp cũng là lạ mà phổ biến ở đây lắm. Ăn thì ngon nha. Đồ ăn ở chợ thì vậy thôi. Ai mà thèm món Việt thì có thể mua chả giò và bánh bao ở đây. Nhìn qua thì thấy cái tòa tháp cổ Martini. Không hiểu sao mà người Hà Lan lại đặt nickname cho nó là thứ màu xám cũ kỹ. Nhìn cổ kính thì có, chứ đâu có bị xám xịt đâu. Bạn nào mà thích thì có thể mua vé leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Tuy nhiên, Jen thì lại thích đến tòa nhà đối diện là Forum Groningen này. Bên đây thì hoàn toàn miễn phí mà có view thành phố và tháp Martini từ góc này đẹp hơn. Đối lập với Martini thì tòa Forum Groningen này lại có kiến trúc hiện đại và được mở vào tháng 11 năm 2019, ngay cái năm mà Jen vừa qua Hà Lan du học. Tòa nhà này thì thuộc một phần của Groninger Museum, được xem là trung tâm văn hóa của thành phố Groningen này. Nhưng mà theo Jen thấy thì nó giống như một khu tích hợp nghiên cứu, học tập và giải trí. Ngoài việc có một thư viện rộng lớn với cả hàng ngàn đầu sách, thì ở đây còn có sân khấu, nhà hàng cà phê và rạp chiếu phim nữa. Bởi vậy, mấy bạn sinh viên nhớ đến đây nha. Điện nước wifi miễn phí, vừa yên tĩnh vừa có thể nghiên cứu sách ngay lúc cần. Mệt rồi thì đi xem phim hay ăn uống. Đang đứng xem chị Wonder Woman sao mà đẹp quá, thì thấy anh Spider-Man. Ý, anh ơi, bắn tim chứ đừng có bắn tơ nha. Bữa đó còn có sự kiện hay triển lãm gì nữa nè. Lâu lắm rồi mới lại thấy game Mario và chuyện xì trùm. Khúc này thì chỉ là bên ngoài thôi, hình như là phải mua vé để vô bên trong triển lãm cơ. Cái đoạn roadmap của các ấn phẩm nổi tiếng này, chị đứng xem vậy thôi. Chứ với cái trình độ tiếng Hà Lan hiện giờ của Jen thì phải dùng Google dịch mới hiểu hết được. Đi dạo cả ngày thì đã đến lúc nghỉ mệt và nạp thêm năng lượng rồi. Ta-ta! Nhà hàng cà phê mà Jen yêu thích nhất đây, view siêu đỉnh đúng không mọi người? Quán nằm ở tầng cao nhất của tòa Forum Groningen, có view 360 độ toàn thành phố luôn. Buổi tối cuối tuần còn có DJ nữa đó nha. Và chắc chắn là không thể thiếu sô-cô-la sữa nóng cho ngày hôm nay. Mọi người thấy gì không? Kèm whipped cream dày, béo ngậy. Như vậy mới là sô-cô-la nóng chứ. Và với cái view siêu đỉnh như thế này, Jen có thể ngồi cả ngày mà không biết chán. Mà nói vậy thôi, chứ ai cho đi chơi cả ngày đâu. Jen phải đi về để chuẩn bị buổi tối đây. Hẹn mọi người vào các video tiếp theo. Nhớ bấm nút like và theo dõi kênh của Jen nha.